Chào mừng bạn đang đến với kênh IQ Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Nước chảy mây trôi, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Anh Chi, được phát trên kênh IQ Radio. Hôm trước, ngày đi đất mới, khai giảng niên học mới, Dịp chở mẹ đi nhổ răng. Trên đường về, bỗng dưng Dịp nghe nước mắt mẹ rớt trên lưng mình. Mẹ than buồn, vì miệng còn ngậm bông gòn nên giọng mẹ bẹo bạo. Hay tại mẹ khóc, mẹ nói không biết thị nhiên có chê mẹ già không. Dịp biết mẹ nói không có thật, mẹ khóc vì mai này mẹ đã xa Dịp mất rồi. Chứ hai mẹ con Dịp hiểu thấu tới đáy lòng, thầy Nhiên không phải là người coi trọng mấy cái chuyện lặt vặt đó. Mẹ Dịp lớn hơn thầy Nhiên đến 8 tuổi. Hồi họ quen nhau, thầy Nhiên mới 33. Nhà may của mẹ cách trường cấp 3 Hưng Hải chừng 10 thước, nổi tiếng khắp thị xã về may áo dài. Gặp lần đầu ở buổi họp phụ huynh, thấy thầy dai áo rách. Về nhà, mẹ Dịp bu giải may tặng thầy một chiếc sơ mi mới để lấy lòng thầy cho con nó nhờ. Sau này thầy hay lại nhà nhờ mẹ Dịp may áo. Có lần mẹ hỏi vợ thầy đâu mà để áo rách vậy, thầy cười, còn gửi ở nhà người. Dịp đi học về thì mẹ hỏi, thầy Nhiên 30 mấy tuổi đầu chưa có lấy vợ, chắc thầy khó tính lắm hả con? Dịp lắc đầu, không, thầy thấy thương lắm. Dịp nói thật lòng, từ ngày thầy Nhiên chủ nhiệm lớp thì buổi sinh hoạt nào của lớp cũng vui tươi, tràn ngập tiếng hát, tiếng cười. Có đứa còn đi học đàn về gãy tửng từng tưng. Thầy dạy môn văn và biến những tiết học khó khăn này thành một thiên đường của cảm xúc. Giọng thầy ấm áp, sôi nổi, truyền cảm, mắt thì hay nheo, coi bộ hóm hỉnh vui tính. Thầy bảo mắt thầy bị tật, hồi còn ở lính, không nheo thì bắn không có trúng, nheo riết thành quen. Bọn Dịp cười, tướng thầy mà bộ đội cái gì? Thầy cũng cười, giỡn hoài, đơn vị còn không định cho ra quân, nhưng thầy nhất quyết xin ra đi dạy học. Đám học trò khen thầy dạy văn giỏi nhất trường, nhà trường thì không nghĩ dạy, dạy cháy giáo án hoài mà giỏi cái gì? Sau này khi xem bộ phim Võ Hiệp, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Dịp phát hiện ra thầy Nhiên giống hệt Lệnh Hồ Xung. Cuộc đời của anh chàng không thể hoạch định trước, làm gì cũng theo cảm xúc. Cả chiêu thức võ công anh ta dùng cũng nước chảy mây trôi theo ý của mình. Dù vậy, Dịp cũng thảng thốt bất ngờ rất nhiều khi hay thầy với mẹ thương nhau. Mối tình đó không thể giải thích được vì sao, không thể nói rành rọt bằng lời những cảm xúc dịu dàng mà bỗng cháy trong lòng mỗi người. Bắt đầu từ đâu? Từ miếng băng keo thầy mang đến khi thấy tay mẹ đứt, từ việc mời nhau mấy củ khoai mì nóng thầy mua của chiếc xe đẩy trên trường, hay từ những bữa họp phụ huynh thầy nhìn thấy mẹ Dịp ngồi trong một góc nào đó, đẹp đẽ sang trọng mà buồn buồn, dơ dất, như lạc ở một vì sao nào. Mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi Dịp, nó khó khăn lắm mới bảo không sao. Nếu con là mẹ thì con cũng yêu thầy, thầy dễ thương quá trời đất mà. Ba Dịp thì không thể tha thứ, chẳng thèm chửi bới đánh đấm nhau. Vì là người tri thức, ông bác sĩ xử sự rất mềm mỏng. Ông đến trường, nếu bất cứ đứa học trò nào ông nhìn thấy phẫn trí gian dĩ, như một người yêu vợ hết lòng, cho làm ơn nói với thầy Nhiên trả vợ lại cho chú, làm ơn đi cháu ơi. Chuyện này gây tiếng vang đến phòng giáo dục, rồi đến sở. Thầy Vẹn, hiệu trưởng trường, vốn là đồng đội cũ của thầy Nhiên, thương bạn lắm nhưng đành phải buộc thầy thôi việc. Rồi thì mẹ Dịp cũng ra đi. Qua cửa, mẹ chỉ có mỗi một chiếc vali nhẹ bỏng, trống không. Lẽ ra mẹ có thể mang đi nhiều hơn, nhưng chỉ với hai bàn tay trắng, mẹ mới rửa oan cho thầy trước lời mai mỉa của người đời, rằng thầy chỉ yêu túi tiền của mẹ thôi. Dịp thầm thắc mắc, yêu là phải hy sinh nhiều thứ, vậy sao người lớn cứ đâm đầu đi yêu hoài làm chi cho khổ? Tổ ấm đó cách nhà Dịp một cây cầu, nhiều con đường ngoắt ngoéo. Dịp có đến chơi, đến mà nghe quen thuộc, ấm áp như nhà của mình. Hồi trước, Dịp tới nhà thầy chơi hoài chứ gì, nó thuộc lòng từng cuốn sách ở trên giá, rành rẽ từng chỗ thủng của cái màn cửa.
Nhà thầy bừa bộn, đầy màu sắc, màu của giấy dán tường, của những đường viền tự tay thầy cắt, của những tờ lịch đầy túi, thác nước và mây. Tất cả những cái đó đầy sự sống. Nó khác với nhà của Diệp, bốn bức tường đều màu trắng. Diệp đem hình diễn viên ca sĩ về dán ở trong phòng, ba cũng khó chịu. Ở nhà mọi người phải xem những bộ phim, nghe những loại nhạc Bác học mà ba thích. Bữa cơm nào ba cũng tự tay rửa rau, dù mẹ rửa rồi thì ông cũng phải rửa lại. Diệp ngờ rằng tình yêu của mẹ đã mất mát từ chuyện ấy, đến rửa rau mà cũng không tin nhau. Ba không ăn ở quán ăn của dĩa hè, cự tuyệt với những món chuối nướng, khoai nướng ở bên đường. Ba nói ăn vậy là không có vệ sinh. Ba bảo mẹ một tuần nấu canh bí đỏ 6 lần. Thực đơn này giúp cho Diệp thông minh học giỏi, giúp Diệp mai sau trở thành một bác sĩ danh tiếng như ông. Nhưng Diệp chỉ thích làm cô giáo. Một cô giáo sẽ không vì đám học trò ngỗ nghịch mà nguôi đi lòng thương yêu, không vì danh hiệu thi đua này nọ mà nguôi đi tâm huyết của mình, giống như thầy Nhiên vậy. Một bữa lại nhà mẹ chơi, Diệp chỉ tay vào góc lâu nay thầy vẫn để sách và đàn. Nó nói, thầy ơi, em chỉ cần chỗ này là đủ, ban đêm thì em ngủ, ban ngày thì em sẽ ngồi học ở đây. Thầy Nhiên với mẹ nhìn Diệp mừng rưng rưng nước mắt, nhưng cũng phải đợi đến bữa ba dẫn bạn gái về thì Diệp mới ra đi. Ba không ngăn lại, chỉ cười khang, lạnh, đầy cay đắng, hằn học. Diệp thấy mình hơi giống mấy tên phản bội trong phim. Bây giờ thì chuyện cũ cũng đã nguôi rồi, người ta thôi không trầm trồ nữa. Mẹ gầy dựng lại một tiệm may mới với những khách hàng cũ. Thầy Nhiên quyến luyến đám học trò nên thuê quầy bán sách báo ở trước cổng trường. Ba Diệp thì đã lấy vợ, có con. Tốt nghiệp đại học xong, Diệp có ghé nhà, thấy ba ngồi giặt tã cho em. Lúc ra về tổng kết lại thì ba chỉ hỏi Diệp đúng một câu, ra trường rồi tính làm ở đâu. Diệp nói, dạ con không biết nữa, nếu chờ được phân công á, có thể sẽ về dạy ở một huyện thị trấn nào đó, có thể ở đó nghèo và buồn. Mẹ nói sẽ tìm cách xin cho Diệp ở lại thị xã. Thầy Nhiên có nhiều người quen làm trong ngành giáo dục, thí dụ như thầy Dạng đang làm phó giám đốc sở. Diệp chần chừ không biết lắc đầu hay gật đầu. Mẹ thở dài, nửa đêm than với thầy Nhiên, chắc mình mau già lắm Nhiên ơi, con gái mình thấy rầu quá. Rầu chứ, công việc đang lần khần, chuyện yêu đương Diệp cũng chẳng tới đâu. Đứa con trai cuối cùng đã thôi lui tới nhà chừng nửa tháng nay, sân trước chưa thấy xe của người mới nào đậu. Mẹ nhắc lại, nào Tuấn, nào Quy rồi phát sang, mấy đứa đó thấy thương quá mà sao kỳ vậy không biết. Diệp cười, trời đất, tụi nó hả, con đâu có yêu. Mẹ tức quá giật lại, vậy chứ con yêu ai? Mẹ hỏi Diệp trong một đêm gió rất nhiều. Diệp tự vấn mình câu đó, khi có được câu trả lời, chợt nghe gió thổi tơi bời vào lòng, nghe như gió cấp 10, 12 ở trong ấy. Hôm sau Diệp gọi thầy Nhiên bằng ba, nó bẻ miệng đến toát mồ hôi ra. Mẹ với thầy nghe lạ, phì cười, Diệp tá quả. Tiếng gọi ấy với nó không có ý nghĩa gì hết. Kêu tiếng ba thiêng liêng mà lòng thì vẫn yêu thầy. Yêu thầm lặng từ hồi nào không biết. Hèn chi mỗi bận đi xa nhớ thầy quá chừng chừng. Tưởng chỉ nhớ nhà thôi. Hèn chi mấy thằng bạn trai hay bị đem ra so sánh với thầy. Tưởng chỉ vì quý trọng quá đó thôi. Bây giờ thì không biết làm sao để quên được đây, để vậy nguy hiểm quá. Người ta nói yêu với say rượu thì khó che mắt được người đời. Diệp ngầm chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa. Mẹ không biết nên mẹ đi chợ mua 2 kg khô cá sặc rằng, dịu dàng bảo thầy Nhiên, Nhiên chở con tới nhà anh Dạng chơi, sẵn tiện nhờ anh giúp cho nó một chỗ làm, có chút quà này. Rồi mẹ Diệp tiễn hai người họ ra tới ngoài sân, lên xe chạy một đoạn, ngó lại, thấy mẹ vẫn còn đứng tần ngần, giống như sợ thầy trò Nhiên đi lộn đường hay sẽ lén quay trở lại nhà. Nó ngồi sau lưng thầy, như nhiều lần ngồi sau thầy đi mua keo, nút áo chỉ may cho mẹ, mà lòng nghe dịu ngọt lạ thường, chợt nghe thèm đến rớt nước mắt, được nép mặt vào lưng, được choàng tay ôm eo thầy.
Chiếc xe chạy lòng vòng qua hết mấy con đường, cứ gặp đèn đỏ là thầy lại quẹo phải. Diệp khúc khích cười, rồi nghĩ nhà thầy Diện đâu có xa dữ vậy. Chiếc xe máy hiểu ý chủ nên nó cũng cà xịt cà lụi, lâu lâu thì lại phun ra một bụng khói đen xì. Thầy bảo chết cha, chắc là nước vô bình xăng. Mà chiếc xe vẫn không chịu chết máy hẳn, vậy mới kỳ. May nhờ đến trước cổng nhà thầy Dạng thì trời đổ mưa, cả thầy Nhiên và Diệp đều mừng hớm kêu lên mưa, mưa rồi, rồi chạy vào quán cà phê ngang đó cho khỏi ướt. Diệp vừa phủi nước trên áo trên tóc mình vừa cười, nhớ lại trên đời này chắc không ai mắc mưa mà phấn khởi như vậy. Thầy trò Diệp kêu hai ly trà đá, bắt ghế ngồi ngó mưa rơi, ngó qua cái tường rào in sẫm ở đằng trước nhà thầy Dạng, nghe trong lòng ngại ngần quá trời quá đất. Chỗ này chỉ cách bên đó một con đường, coi vậy mà qua đó cũng nghiêm trọng như kinh kha qua sông dịch. Thật ra nghỉ dạy ở trường cấp 3 Hưng Hải rồi, thầy vẫn thường lại chơi nhà thầy Dạng, người đang có chức vị, ngồi cao, lại hay ướt sống như ông bán lẻ sách báo ở cổng trường, mà càng bán càng lỗ vốn, cứ thấy cuốn sách nào hay là lại dúi tặng cho học sinh. Thầy Dạng bảo đâu phải ai cũng làm được chuyện động trời như ông vậy, nhớ kỹ coi. Đang học ngon lành thì ông tình nguyện đi biên giới, ở lính được cưng chiều thì ông không chịu, đòi ra lính dạy học, đang dạy học thì lại đòi yêu, mà lại đi yêu ngăn trái mới chết. Thầy Nhiên cười, cũng trả giá dữ lắm, đừng có tưởng giỡn. Vợ thầy Dạng cũng quý bạn của chồng, chị nói ông xã em mê anh lắm, anh nói bây giờ có một chút chức quyền mới biết cực khi chơi với bạn, cứ phải cảnh giác nhìn nhau, không biết người ta sắp nhờ cậy mình cái gì. Chỉ có anh Nhiên là không tính toán gì hết. Bởi vì chị đã nói như vậy cho nên bây giờ mới khó mở lời. Dì biết thầy Nhiên đang nghĩ lung tung lắm, nhưng nó không có nói gì. Nó chỉ lặng lặng ngồi nhìn mớ tóc cứng như rễ tre đã chớm bạc trên đầu của thầy. Hồi trước mỗi khi thấy tóc thầy dài, Diệp vẫn hay nhắc, biểu đi cắt để tóc dậy coi già thấy mồ. Hồi đó thầy cười cười, đâu nè, dậy là vừa chứ. Sau rồi thì Diệp mới biết, thầy cố tỏ ra luộm thuộm để đuổi cho kịp mẹ, để mẹ khỏi buồn, khỏi mặc cảm chuyện vợ già chồng trẻ. Thầy tinh tế cả chuyện ăn mặc, chuyện xưng hô. Ở nhà Diệp, ai tới cũng bảo ngộ, nhất là mấy anh chàng đang theo đuổi Diệp. Họ bảo nhà Diệp không có tôn ti trật tự gì hết, thấy lộn tùng phèo. Thí dụ như chuyện xưng hô, rõ ràng nghe thầy Nhiên với mẹ kêu nhau là Nhiên Nhiên Thúy Thúy, giống như bạn bè hơn là chồng vợ. Còn Diệp thì gọi thầy là tùy hứng, có lúc thì kêu cậu, có lúc thì gọi là đại sư ca. Nhớ tới đâu thì lòng Diệp đau tới đó, nhà giống như thiên đường vậy mà mình lại phải đi xa. Ngoài trời vẫn còn mưa, nước chảy ròng ròng vào miệng cống, thầy bảo mưa dai quá hen. Diệp cười, dạ mưa dai thiệt. Thầy hỏi hay là hai cậu cháu mình chạy qua gặp thầy Dạng một chút. Diệp lắc đầu, thôi, thôi cậu. Diệp không đành lòng cùng thầy cầm gói cá khô bước qua cửa nhà thầy Dạng. Muốn hay không khi quay trở lại, thầy trong lòng Diệp sẽ không tròn vẹn như bây giờ. Mất mát đó có thể rất mỏng manh, nhẹ như hơi thở, có thể chỉ là cảm giác vậy thôi. Thầy trong sẽ hèn hèn đi một chút, ngượng ngập một chút, dẫn đột một chút. Diệp muốn giữ vẹn trong lòng mình một hình ảnh đẹp, một người đàn ông lúc nào cũng nồng ấm, đỉnh đạt, thư thái, đầy khí phách và thành thật với con tim. Lỡ mai mốt đây gặp hoàn cảnh khó khăn nào, Diệp còn có thầy Nhiên mà dịnh vào đứng lên rồi đi tiếp. Nếu phải đi xa để những điều tốt đẹp hơn còn nguyên lành mãi thì cũng đáng lắm chứ. Lúc về trời vẫn còn mưa, Diệp có dịp giấu mặt vào lưng thầy, khóc chơi. Trời ơi, nép sau một cái lưng rộng và ấm áp như vậy để khóc thì đã thiệt. Mẹ hạnh phúc biết là bao nhiêu.
Lúc về, Diệp ôm vai mẹ. Diệp bảo mất khô cá sặc sằng này, hôm nào làm liên quan tiễn con đi. Mẹ nướng rồi xé trộn xoài sống, con thích món này lắm. Chỗ con tới có thể buồn và nghèo, có thể cách trở xa xôi, có thể đám học trò của con lắm lem sình đất, nhưng con không ngại để con hát cho mẹ nghe bài này, rằng... Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu mây như dưới chiều, phải đâu trong đâu cũng đành. Phải không em? Phải không anh? Mẹ nghe xong thì rớt nước mắt, dây qua thầy Nhiên, không rõ khen hay than mà giọng buồn hết biết. Nhiên coi, không phải máu mủ của Nhiên mà con mình đã giống y chang Nhiên vậy. Muốn là làm. Đâu nè, đâu phải muốn là làm, cũng phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Coi lại, làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy mây trôi. Phải chọn lựa và trả giá chứ. IQ Radio trân trọng cảm ơn quý thính giả đã đón nhận kênh. Mong quý vị tiếp tục theo dõi và đón nghe những bài đọc mới. Trân trọng.